Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Văn tần Việt Mỹ. Và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến Quốc hội châu Âu đòi Việt Nam trả tự do cho các nhà báo công dân. Quốc hội Liên minh châu Âu hôm ngày 13 tháng 12 đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp lên án chính phủ Cộng sản Việt Nam về các hành động đàn áp tự do thông tin và yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho toàn bộ các nhà báo công dân. Nghị quyết của Quốc hội Liên minh châu Âu bày tỏ quan ngại về sự gia tăng những vụ bắt bớ và kết án những nhà báo công dân thời gian qua ở Việt Nam. Nghị quyết cho rằng những hành động sách nhiễu về thể xác và tâm lý cũng như các biện pháp giám sát ngang nhiên và sách nhiễu các luật sư, người thân và người chủ công ty của các bloggers đã vẽ lên một bức tranh đáng lên án ở Việt Nam. Nghị quyết cũng kêu gọi Việt Nam ngay lập tức phải trả tự do vô điều kiện cho nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa, người vừa bị kết án tù 7 năm hôm ngày 27 tháng 11 vừa qua, với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều luật 88 Bộ Luật Hình sự. Quốc hội Liên minh châu Âu thúc giục Việt Nam phải sửa đổi các Điều 88 và 79 trong Bộ Luật Hình sự, vốn bị coi là vi phạm nhân quyền. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm ngày 14 tháng 12 đã ra thông báo ca ngợi bước đi mới của Quốc hội châu Âu và thúc giục EU phải ra điều kiện về nhân quyền với Việt Nam trước khi thông qua Hiệp định Tự do Thương mại. Theo RSF, trong vòng năm qua, đã có ít nhất là 25 blogger Việt Nam bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi đất nước. Báo cáo về tự do báo chí thế giới năm 2017 của RSF xếp Việt Nam vào thứ 175 trong số 180 nước, tức không có tự do báo chí, thưa quý vị. Việt Nam thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng do bão lụt năm 2017. Từ đầu năm 2017 cho đến trung tuần tháng 12, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 14 cơn bão khiến gần 400 người chết và mất tích, với tổng thiệt hại lên đến 60.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey gây ra hậu quả nặng nề tại khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, tổng thiệt hại ước tính gần 23.000 tỷ đồng và có ít nhất là 123 người chết và mất tích. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, ông Trần Quang Hoài cho biết số liệu vừa nêu tại buổi lễ công bố lời kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão Damrey được tổ chức trong ngày 14 tháng 12. Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết có hơn 4,2 triệu người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 và cần có kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp 7,3 triệu Mỹ Kim là Mỹ từ các quốc gia và tổ chức nhân đạo trên thế giới để đảm bảo an ninh lực lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường. Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, ông Kamel Mehrotra, cam kết tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả sau bão, giúp người dân ổn định cuộc sống. Sau cơn bão Damrey quét qua hồi đầu tháng 11, Việt Nam nhận được trợ giúp nhân đạo của các quốc gia và tổ chức từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Kuwait, ASEAN và Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Và phần tin tức của đài truyền hình chúng tôi hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Sống lại đây hey. Nếu muốn chắc cú có thêm ngày hè nha yeah.
mi đen đừng chê. Hey! Móng tay móng chân ta mài ta vua, chiều chuộng đủ cách vì khách là vua. Ta phải khéo, neo neo neo, nghề neo đâu có bèo, neo neo neo, tiền vô đầy ngăn kéo, neo 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 neo, chắc chắn sẽ không nghèo, bác sĩ kỹ sư cũng không bằng neo đâu, học phí tốn kém ra trường lại lâu nè, chỉ vài trăm giờ bằng neo ta có. Nghề neo vừa dễ vừa chắc tốn hao gì đâu nè, chỉ vài trăm đô bằng neo ta có. Ta ta sáng tối mình sống lai rai, yeah! Nếu muốn chắc cú có thêm nghề hè nha, yeah! Cắt tóc mi trắng mi đen đừng chê. Hey! Móng tay móng chân ta mài ta vua, vừa chuộng đủ cách vì khách là vua. Ta phải khéo, neo neo neo, nghề neo đâu có bèo,